dấu hiệu một người đang thích thầm bạn. Đã lâu lắm rồi mình không có làm clip mà ngồi xuống nói vậy ha. Mấy nay toàn là quay quay chụp không à. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để nói chuyện với mọi người luôn. Dấu hiệu một người đang thích bạn mà thì thích thầm ấy nha. Thích thầm người ta chưa có bày tỏ, người ta chưa có đến gần bạn để mà thể hiện rõ hơn tình cảm ấy. Thì cái dấu hiệu đầu tiên mà các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng nhất đó chính là các bạn thấy người ta hay nhìn lén mình. Mà cứ mỗi lần mà bạn vô tình bạn nhìn thấy người ta là bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của cái người đó đang nhìn mình. Và quan trọng là nó xảy ra như vậy rất nhiều lần luôn á. Chứ mình là cứ mỗi lần nhìn họ là sẽ gần như là lúc nào bạn cũng sẽ thấy cái ánh mắt của người ta đang giáo giác nhìn ở đâu đó gần cái khu của bạn, hoặc thậm chí có thể là đang nhìn thẳng vào bạn luôn á. Nên là dấu hiệu số 1 cũng là một cái dấu hiệu khá là rõ ràng ha. Điều số 2 đó chính là người ta rất là hay vô tình đứng gần bạn. Tại vì khi chúng ta để ý một ai đó, trong vô thức chúng ta sẽ tìm cách để có thể đến gần họ, đứng gần họ, và cũng rất là hay len lỏi để đi cạnh bạn. Nhưng mà nhớ lưu ý nha, giống như cái dấu hiệu số 1, 1-2 lần thì không sao, có thể là hiểu lầm hoặc có thể là vô tình thật. Nhưng mà nếu nhiều ơi là nhiều ấy thì chắc là xem xét lại, chắc là người ta khoái bà rồi đó chứ gì nữa. Điều số 3, dấu hiệu của một người đang thích thầm bạn. Nếu như người đó là con trai thì người ta sẽ ngại ngùng và ít nói hơn khi ở gần bạn. Còn nếu như cái người đó họ là con gái thì họ sẽ trở nên năng động, hoạt bát và nói chuyện hơn, kiểu như là sôi nổi hơn trong cái nhóm đó hoặc là trong cái hoạt động đó rất là nhiều. Bình thường thì có thể người ta không như vậy, nhưng mà tự nhiên có sự xuất hiện của bạn thì người ta sẽ trở nên ồn ào hơn, sôi nổi hơn. Con trai ấy, ít nói là tại vì cảm thấy ngại, sợ nhiều khi nói nhiều quá thì để lại cái ấn tượng gì đó xấu không tốt. Còn mấy bà con gái khi mà thích ai, thích thầm ai thì sẽ trở nên sôi nổi và nói nhiều hơn. Mà quan trọng là không có nói chuyện với lại cái người họ thích nha. Giống như là họ chỉ sôi nổi với lại những người ở trong nhóm thôi. Còn cái người mà người ta thích ý, là người ta sẽ bỏ lơ. Kiểu như là cái người con gái đó rất là sôi nổi, rất là năng động, nhưng mà lại làm lơ cái người họ thích đi, thì sẽ khiến cho cái người họ thích tò mò là ủa, là tại sao cái cô này á, cô nói chuyện với mọi người nhiều nhưng mà cô lại không nói gì với mình hết, cái kiểu như vậy. Mình nghĩ là vậy đó.